Hello anh em, hôm nay mình sẽ dẫn anh em đi du lịch vòng quanh thế giới. Và những cái bộ tiền này mình giới thiệu vài nước cho anh em để anh em tham khảo giá ha. Giá trên mình là những cái giá sẵn nha anh em. Đi vòng quanh thế giới bữa nha anh em. Hôm bữa mình có những cái bộ này mình có quay đợt trước cũng nhiều rồi. Hôm nay mình giới thiệu cho mấy anh em mới chưa có cập nhật giá cả đâu á. Rồi bây giờ mình có dán giá sẵn hết mọi cái rồi ha. Rồi mình giới thiệu đầu tiên là cái bộ Venezuela 21 tờ. Đây. Lạm phát nha anh em, cái bộ này là bộ lạm phát. Đó. Venezuela 21 tờ. Bộ này bây giờ là Venezuela đã hủy bỏ rồi ha anh em. Bộ này giá hiện tại bên mình bán là 250k rồi. Đây, mình sẽ quay từng tờ cho anh em xem ha. Đó, 2 đô ha. Bolivar nha anh em. 5 đô, 10 đô, bộ này 21 tờ nha anh em, 250k, rất là rẻ luôn. Nhưng mà sẽ lẻ ra, mình vẫn bán lẻ nha anh em. Lẻ ra thì 21 tờ thì mình lẻ ra thì mình giá của nó đây, từ 2 đô đến 100 đô ha. Rồi bộ này cũng vậy luôn, từ 2 đô đến 100 đô lẻ ra là mình lẻ ra 3 loại luôn anh em. Từ 2 đô đến 100 đô ha. Loại này rất là đẹp, đa số bằng giấy hết ha anh em. Đó, mình quay do những cái bộ này mình quay lâu rồi, sợ anh em không có cập nhật. Bộ này thì nhiều giá, những cái tờ mệnh giá nè. Đây, hình đây. Đó, những cái vị mới không ha. Bộ này rất là đẹp nha anh em. Màu sắc dưới hình ảnh rất là ok ha. Hình rất là đa số là hình thiên nhiên không ha anh em. Vườn thú quanh ta anh em. Rồi Venezuela. Rồi, hôm nay mình dẫn nước Venezuela xong là 250 ngàn nha anh em. Hồi nãy mình để cái hình nói chơi thôi chứ mình đâu được có 2.000 mấy shop mà. Chưa được 100 ngàn shop, chắc 10 năm nữa. Rồi bộ thứ hai 450 càng hút 450k ha anh em. Đây, Hungary. Cái bộ này là bộ 1951 ha anh em, Hungary mà loại xưa, bộ 1951 ha, giá 450k. Đây, nó nhiều mệnh giá ha anh em. Hungary nè, đó, 1951, lưỡi liềm là của đảng nha anh em, đảng đó, đảng đó, ngay cũng của đảng nè, đó Hungary đó. Đây mình giá 10 nè, hồi nãy là 15 ha, đây là 10. Bộ này là 1951 nha anh em, tất cả đều có bóng chìm ha. Đó, 450k một bộ đó. Bộ này thì đắt ha anh em. Để mình quay cái loại 50 ha. Đây mặt sau. Đây nó có để số 5 nè anh em, 1951 ha. Còn cái chữ thì mình không có rành lắm. Hungary có nho ha anh em. Đây mệnh giá 100 là 200 là lớn ha. Cái này chắc trồng chè hay sao á. Hoa bông gì thu hoạch cái gì đó. Mình cũng không rõ gì mấy. Rồi Hungary, qua bộ Hungary này luôn, 450k nha anh em. Hungary xưa nha, anh em chú ý cho mình ha, để anh em hô có xài sử dụng được hay không mất công. Bộ này thì không còn sử dụng nữa. Rồi đến cái bộ rẻ trước đi, Afghanistan. Đó, Afghanistan ha, bộ này 250 ngàn. Đây mình sẽ những cái bộ này mình quay lâu rồi nhưng mà sợ anh em quên, mình sẽ quay lại cho những anh em mới xem ha. Afghanistan này là số 1 ha, mình biết kêu bằng số 1 gì luôn. Rồi đến số 2, 1, 2, 5, 10 nha anh em. Đây mình quay từng tờ cho anh em xem nè. Bộ này nói chung là cũng rất là ok ha. Mình thích những cái hình ảnh nào mà đẹp á anh em, quốc tế á, những hình ảnh đẹp là mình lấy về hết.
mà cái chữ mình không hiểu thôi. À, mệnh giá này là 100, 100, 500, 1.000 và 10.000 ha. Đây, hình ảnh này anh em, mình sẽ quay cho nó lẹ, do nhiều bộ quá lâu quá mình không bán á, mình sẽ quay lại cho anh em xem ha. Cái mặt sau nè, rồi qua bộ này luôn, Afghanistan. Rồi mình sẽ dẫn anh em đi Myanmar ha. Myanmar rẻ lắm anh em, Myanmar đi có 120.000 bộ à. Myanmar thì rẻ hơn. Mình sẽ dẫn anh em đi Myanmar. Đây, 120k một bộ ha. Myanmar này bộ này rẻ nha anh em. Myanmar có nhiều mệnh giá. Đây, mệnh giá mã số 1, đa số là đầu con lân. Đó. Rất là đẹp. Đây là giống đua thuyền ở Sóc Trăng ha, thuyền của Khmer, của dân tộc Khmer ha, giống giống vậy đó thôi, chứ cái này là tiền Myanmar anh em. Đây một bộ của nó đây, cái này đá cầu đá gì đó, đây là ngôi chùa, chùa chắc Myanmar gì đó. Bộ này 120k ha. Mỗi tờ là mỗi màu nha anh em, mỗi màu khác nhau nè. À, cái này giống sưu tầm đồ cổ quá anh em. Đây còn 3 tờ ha, sẽ quay về cho nó lẹ. Myanmar đó, do kéo gỗ, do kéo gỗ này giống cái tờ mệnh giá 1.000 Việt Nam đồng của mình, của Việt Nam ha. Và kéo gỗ này cũng giống một tờ 1.000 Việt Nam Cộng Hòa năm 72 ha, cũng có voi. Rồi Myanmar đây là cái gì, gì vua cái thời xưa. À, rồi cho qua luôn ha anh em, 120k một bộ. Bộ này thì rẻ, không có đắt. Rồi mình sẽ quay cái bộ cho anh em đi qua nước khác ha. Iran đi, Iran dạo này cũng căng thẳng lắm nha anh em. Iran, những cái bộ Iran thì mình đã có quay cho anh em xem rồi nè. Iran cũng đẹp, 200.000 bộ nha anh em. Bộ Iran 200k ha. Iran nghe nói Saramusen gì đó, nói chung là khủng bố cũng nhiều lắm nha anh em. Iran, Iraq gì đó, cái này là Iran nha anh em. Bộ này 200. Rồi mình dẫn qua Iran xong rồi mình trở về giáp với Trung Quốc ha. Giáp Trung Quốc là Mông Cổ. Mông Cổ thì cái bộ này có 60k thôi nha anh em. Mông Cổ thì mình quay lẹ hơn cho anh em xem, thì cái bộ này nó quá rẻ, nó quá xấu. Xấu cũng không xấu luôn nha anh em, đa số là hình nè. Đó, mệnh giá là mệnh giá nhỏ nha anh em, giống như sen của Mỹ vậy đó. Đây là loại sen, còn đây là một đô vậy đó. Nói chung mệnh giá nhỏ thì nó hình nhỏ nè. Còn cái gì này mình cũng không biết cái gì nào luôn. Thôi mình quay qua, quay cho anh em xem một lọt luôn cho nó dễ ha. Mông Cổ thì hình ảnh giống nhau nha anh em, cũng ngựa không, nên bởi vậy nó rẻ. Anh em nào tuổi ngựa là mua về là đúng luôn ha. Mua về bộ này ráp vô album thì rất là ok, hoặc tặng, tặng những ai tuổi ngựa anh em. Rồi đến Mông Cổ xong mình dắt anh em đi Costa Rica gì nè, Hahon. Bộ này đi, bộ này 120k. Costa Rica gì đó anh em. Bộ này thôi, 2, 4, 6 tờ anh em ơi. 1, 5, 10, 25, 50 và 100 ha. Mặt trước, mặt trước chỉ có một vị thôi ha. Nói chung là giống nhau, mặt sau.
Mặt sau thì hai tờ mệnh giá lớn thì nó giống nhau, còn những tờ mệnh giá nhỏ thì có cái khung tháp giống nhau luôn ha. Bộ này 120k. Rồi qua luôn. Bộ này quá cũng xấu y như Mông Cổ. Cái này mình quay quá gần anh em. Nó hơi khuất khuất. Honduras 120.000. Có 4 mệnh giá thôi anh em. Đúng rồi, Honduras 4 mệnh giá ha. Sẽ quay từng tờ nè. Đó, 2 nè. 5 nè. Và 10. Nếu mà đủ nguyên bộ thì cái này cũng chưa đủ nguyên bộ nha anh em. Đủ nguyên bộ chắc 4-500 á. Nhưng mà bây giờ không có những cái loại kia hình như nó đắt lắm quá. Honduras. Đây nó có để nè này. Honduras. Rồi bộ này thì 500 ha anh em. Bộ này mình đã có quay, mình đăng rồi ha. Nói chung bộ này mệnh giá thì đủ nè. Đây mình quay cho anh em xem đây. Đó. Tờ thứ nhất Bolivia nha anh em. Bolivia ha, bộ này 500 lận ha, bộ này rất là cao. Giá nó cao chứ không phải mình bán cao đâu ha anh em. Anh em nào mua bên shop rồi mới biết được. Bolivia ha. Bộ này thì mình còn một bộ duy nhất nha anh em. Đó, bộ nó bao nhiêu mệnh giá đó. Bolivia ha. Cái này giống trong phiên tàu quá anh em. Có chữ ký là của giống của thằng Việt Nam Cộng Hòa với tụi Mỹ rồi anh em. Nè, đa số nước ngoài đều có chữ ký ha. Còn Việt Nam mình là đảng là không có chữ ký. Rồi. Du lịch là một bộ nè. 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi đến bộ thứ 10. Anh em nào mua tờ nào mình cũng tặng hết. Bộ nào cũng cũng có tặng nha anh em. Nói chung là mình tặng tùy hứng thôi. Anh em mua bộ nào thì mình tặng tờ nào cũng được hết. Đó. Hồi nãy là 9 bộ, mình sẽ lôi ra 9 tờ mình tặng. Tặng ngẫu nhiên ha anh em. Tặng ngẫu nhiên thôi ha. Những cái tờ này thì mình tặng ngẫu nhiên nè. Đó. Còn đây là bộ Venezuela. Bộ này 250 nè. Rồi mình lấy ra 9 tờ mình tặng ha. Anh em nào mua thì mình mua bộ nào thì mình tặng cái tờ đó. Rồi, nói chung là bộ rẻ mình sẽ tặng tờ cam Cambodia ha, Campuchia này. Rồi cái bộ kế thì nó rẻ hơn thì qua Triều Tiên ha. Campuchia để khi nào anh em nào có thì mình sẽ lấy nguyên bộ về mình quay cho anh em xem ha. Rồi xin chào tạm biệt anh em.